Bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Vinh được đăng trên Đài Á Châu Tự Do có tựa đề Giải Hoa Hậu Không Thân Thiện Cho Tiếng Đàn Diệt Mỹ. Nhờ có câu hỏi thêm của ban giám khảo về phần lời bài hát mà Hoa hậu Việt Nam đã nói ra ý thức của mình khi trình diễn bản nhạc là dung cảm với thái độ thù địch đến trơ cháo ngay trên đất nước mà nay đã thực sự khép lại quá khứ và đang giúp đỡ nước mình hàng chục triệu liều vaccine trong giữa đại dịch và còn nhiều, nhiều nữa. Sau những câu chuyện đình đám phản văn hóa ngay trước Hội nghị Văn hóa Toàn cầu 2021, trong đó có vụ quan hệ bất chính chỉ một đêm của bí thư đảng huyện đảo Cô Tô, thật may nỗi đau cho nền văn hóa nước nhà đậm đà bản sắc dân tộc đã được xoa dịu ít nhiều. Đó là màn trình diễn tài năng của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Thu Hà được quảng bá ra khắp thế giới trong cuộc thi Miss World tại Puerto Rico, một vùng quốc hải thuộc Mỹ. Diễn biến cuộc thi: sau phần trình diễn điệu nghệ với đàn trưng, ban giám khảo đặt ra câu hỏi tên bản nhạc là Cô Gái Vót Trông. Vậy xin bạn cho khán giả biết trông là gì, để làm gì? Hoa hậu trả lời bằng tiếng Anh trôi chảy: trông vót từ cây tre ra, thời kháng chiến chống Mỹ, người dân dùng trông cắm dưới hầm ngụy trang, bọn giặc Mỹ dẫm phải sụp xuống ọc máu, lòi ruột chết tươi. Ban giám khảo trợn tròn mắt há hốc miệng, cả khán phòng im phăng phắc. Lát sau, một giám khảo nghẹn ngào hỏi thêm, bản nhạc có lời không? Nếu có, xin cho biết vài đoạn để minh họa cho phần giải thích của bạn. Hoa hậu trả lời, dạ, có câu, mỗi mũi trông nhọn hoắt, căm thù xiên thây quân cướp nào vô đây, còn giặc Mỹ cọp beo khi còn giặc Mỹ cọp beo. Ban giám khảo hỏi tiếp, vậy bạn có dung cảm với lời bài hát khi trình diễn bản nhạc không? Hoa hậu cười độ lượng, tất nhiên là có chứ. Không chỉ dung cảm mà tôi còn ghi lòng tạc dạ, ngấm sâu vào tận huyết quản tinh thần của bài hát nữa. Tranh cãi. Ban giám khảo bị chia rẽ trong đánh giá phần trình diễn. Đại diện Việt Nam, Cuba, Trung Quốc đánh giá cao không những tài năng đánh đàn mà cả tầm tư tưởng của Hoa hậu qua bản nhạc là đúng với đường lối ngoại giao nhân dân của Đảng và Nhà nước. Cô hiểu và tự hào lịch sử bi hùng của dân tộc mình, nhưng vẫn mềm hóa nó khi đem ra trình diễn ngay trên đất của một cựu thù. Vừa tỏ ra thân thiện bằng động tác duyên dáng, không có lời bài hát, nhưng vẫn vừa nghiêm khắc nhắc nhở chớ lặp lại quá khứ, có nghĩa cô không phải là một người đẹp vô chính trị kiểu ma nơ canh. Việc khơi ra nội dung căm hờn, sắt máu của lời ca là lỗi của ban giám khảo. Song Hoa hậu Việt Nam đã rất thông minh và có bản lĩnh chính kiến qua phần trả lời. Đại diện các nước dân chủ tư bản cho đó là hiện thân của một chế độ không chịu khép lại quá khứ vốn có thể là sai lầm, có thể là đáng tiếc. Không những vậy mà nó còn luôn thể hiện bản chất hai mặt, miệng nói xảo ngôn nhưng hành động thì ngược lại. Nhờ có câu hỏi thêm của ban giám khảo về phần lời bài hát, Hoa hậu Việt Nam đã nói ra ý thức của mình khi trình diễn bản nhạc là dung cảm với thái độ thù địch đến trơ cháo ngay trên đất nước mà nay đã thực sự khép lại quá khứ và đang giúp đỡ nước mình hàng triệu liều vaccine trong đại dịch và còn nhiều, nhiều nữa. Đặc biệt, đại diện giám khảo của Mỹ còn nói thêm, với một chế độ cộng sản như Việt Nam, việc chuẩn bị cho Hoa hậu đi thi quốc tế đều phải được cơ quan đảng, nhà nước soi xét nội dung qua những quy định bất thành văn. Như vậy, việc chọn sử dụng bài hát này chính là ý muốn gửi đi thông điệp chính trị tinh tế về lựa chọn bạn và thù trong bao nhiêu năm nay.
hiện tượng bao lâu nay vẫn tuyên truyền về tội ác đế quốc Mỹ, trong khi lờ đi tội ác bành trướng của Trung Quốc là minh chứng rất rõ cho đánh giá này. Kết quả, cuối cùng đã có một quyết định tạm tạm vừa lòng cả hai phe, chấm dứt cuộc tranh cãi bất tận nặng mùi chính trị. Hoa hậu Việt Nam được giải Hoa hậu tài năng, đi liền một giải đặc cách Hoa hậu không thân thiện. Đáng tiếc, ngay sau cuộc thi, cô liền bị cư dân mạng ném đá tơi bời, phải đóng trang Facebook cá nhân vì đã chấp nhận cái giải thưởng kép đó. Ghi chú, rất mong rằng phần tường thuật trên cũng chỉ là giả định và không thành hiện thực. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Mang tin non đổ xuống dốc dài, đặt tâm linh xuống nơi đền đài, chào nhân loại còn chào luôn thế kỷ tàn phai. Thương quê hương mỏng manh chiếc áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu, thương quê hương triền miên bão lũ chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuối hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong đau thương nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo mòn niềm vui, con đi trong buồng tím thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần không chính nuôi tâm hồn lạnh, để đêm về quy bên an bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh để vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi trong giang mẹ. Chiếc áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu, thương quê hương triền miên bão lũ chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuối hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong thương đau nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo gầy niềm vui, con đi trong buồng tím thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần công chính nuôi tâm hồn lành, để đêm về quy bên mẹ nghe an bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh để vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt, Chúa
nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Câu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi.